Với nhiều người thì vé xe buýt chỉ là tờ giấy bỏ đi khi họ đã đến cuối lộ trình và ít ai giữ lại. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh có một cụ bà với sở thích đặc biệt, đó là sưu tầm tất cả vé xe sau mỗi chặng đi. Hơn 15 năm lưu giữ, đến nay bộ sưu tập đã lên đến hàng ngàn tấm vé. Đây là bộ sưu tập vé xe của bà Nguyễn Thị Hoài An, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gắn bó với xe buýt từ năm 1966, nhưng đến năm 2002, bà mới nảy ra ý tưởng lưu giữ lại chúng. Những tấm vé được bà phân loại thành từng sắp riêng biệt tùy mệnh giá. Từ những tấm vé trị giá 1.000 đồng được phát hành vào năm 2002, năm đánh dấu giai đoạn hồi sinh của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, cho đến tấm vé trợ giá 2.000 đồng cho người già, đều được bà lưu giữ cẩn thận. 2002 đó này đó, còn dấu nữa. Dạ, rồi, có cậu rồi cô nói cái vé 1.000 này không còn ai có, quý lắm nha ba. Nè, đó 100.000 vui, cái gì bán còn lại thằng triệu. Nó lâu năm quá nó là đứt thung hết rồi thôi. Hơn 50 năm gắn bó với xe buýt, bà An chứng kiến sự thay đổi, phát triển của hệ thống xe buýt qua từng giai đoạn. Đến nay, bà không nhớ nổi là đã đi bao nhiêu tuyến xe, nhưng tên từng tuyến xe, mã số bà vẫn nhớ và đọc vanh vách. Đối với cụ An, mỗi chặng đi đều mang một câu chuyện kỷ niệm. Ngày xưa thì xe cổ lỗ sĩ quá, xe đa, xe lam 3 bánh, đầu đa ha su 4 bánh, đi có khi bị rập túi, với bà đi Bình Chánh. Bị mộ ông chung ở dưới Gò Đen á, thành ra đây bà đi xe 32 tới Phú Lâm, cái bà đi xe Bình Chánh. Đi thăm mộ ông thường lắm, tháng bà đi 3 lần, ông mới mất. Dù đã 81 tuổi nhưng bà An vẫn giữ thói quen di chuyển bằng xe buýt. Cứ lúc nào buồn bà lại bắt xe đi một vòng thành phố, có lúc ra tận ngoại thành. Hễ có tuyến xe mới bà lại thử. Từ tài xế đến phụ xe đều biết và xem bà như người thân trong gia đình. Bà thì lên xe thì cũng động viên với tài xế tiếp viên, dù nhiều khi mệt mỏi lắm nhưng những lời động viên của bà thì tài xế tiếp viên thì cũng thấy thoải mái. Trải qua những thời kỳ khó khăn, đến nay xe buýt hiện tại đã tiện nghi, gần gũi môi trường, xanh sạch tốt cho sức khỏe. Và những người già như bà An đi xe buýt cũng thoải mái hơn xưa. Ở tuổi này, nếu như những cụ bà khác lựa chọn việc ở nhà an nhàn, tránh xa ồn ào của đường phố, thì với bà An, niềm vui là những chuyến xe buýt và những tấm vé tiếp tục được lưu lại cùng tháng năm.